Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của thủy thế đường môn tập 218 anh em nhé. Ngọn lửa đỏ sẫm bao trùm toàn thân, hồn hoàn thứ hai, thứ ba cùng lúc lấp lánh. Long nộ, long giáp đồng loạt thế chiến. Phương Diện sử dụng hồn kỹ, Vũ Phong cũng cho thấy tố chất đệ tử nội viện của nàng. Hai hồn kỹ vừa sử dụng không hề đụng chạm đến băng lao chút nào. Thế nhưng khác với suy nghĩ của bốn người bên này, Vũ Hạo và Vương Đông không hề là công kích băng lao. Gần như ngày tức khắc băng lao xuất hiện, hai người kia lập tức dừng lại. Cả hai ăn ý không phải chỉ một ngày hai. Vũ Hạo xoay người, đồng thời nàng đã ở sau lưng của hắn, hai tay đặt lên trên lưng rót vào hạo động lực. Vũ Hạo ngay lập tức đối mặt với cú nhảy tấn công ngăn cản của Tào Huyễn Nguyệt. Bản thân chính là chiến hồn sư hệ phòng ngự, Tào Huyễn Nguyệt quen với việc phòng ngự chống đỡ công kích của đối phương, bảo vệ đồng đội. Thành ra mục đích của hắn chính là ngăn cản hai người kia công kích Vũ Phong. Bất chợt lúc này hắn lại cảm thấy dường như ý định của hai người kia chưa bao giờ muốn tấn công Vũ Phong mà chính là hắn. Ngay cả Lăng Lạc Thần cũng bị đánh lừa mà sử dụng băng lao bao phủ kiềm chế là Vũ Phong. Đối hòa bên suốt cuộc tỉnh lại, dù trí óc còn một chút mơ hồ, hắn cảm thấy quanh người dường như có rất nhiều nguyên tố thuộc tính khác nhau hỗn loạn dao động. Thình lình một luồng sáng mạnh mẽ và uy áp khủng bố khiến cho tinh thần hắn run lên. Hai mắt hắn chỉ nhìn thấy một nắm đấm màu vàng. Tào Huyễn Nguyệt đang còn lao đi ở trong không trung, phát hiện được biến cố bất ngờ thì đã không có cách nào dừng hành động lại được. Thời khắc mấu chốt, hồn hoàn thứ tư thứ năm trên người cùng lúc lóe sáng, thân thể bọc bên trong một tầng tro lờ mờ sáng bóng, da ngăm đen như keo, cơ thể cuộn lại như là một khối cầu thịt tiếp tục lao đi. Một quang ảnh cứ như là tưởng tượng xuất hiện sau lưng. Hồn kỹ thứ tư tượng vũ, hồn kỹ thứ năm tượng bí, tượng vũ bất kỳ công kích nào của đối phương đánh vào sẽ dính phải cho, công kích như là đánh vào bùn, cực khó phá hủy, giảm mạnh cường độ công kích. Tượng bí khiến cơ thể bên ngoài như là keo, tăng phòng ngự 100%, va chạm sinh ra lực lượng phản chấn cực lớn đánh bay đối phương. Có thể nói, hai đại hồn kỹ này chính là bản lĩnh cực mạnh của Tào Huyễn Nguyệt, cùng với lúc tung ra cho thấy hắn đã thực sự rất là e ngại Vũ Hạo. Tào Huyễn Nguyệt nhìn qua Vũ Hạo đã hoàn toàn hóa thành một pho tượng vàng, nội tâm bất chợt run rẩy. Cái này chỉ là hồn kỹ gì đây? Một nắm đấm màu vàng cũng đánh về phía Tào Huyễn Nguyệt. Đó cũng là lúc đối hòa bân tỉnh lại. Ngay khi kim quyền oanh kích vào Tào Huyễn Nguyệt, tượng vụ lúc này bao bọc điên cuồng bao phủ. Thế nhưng ngay giây phút đó, tượng vụ lại tán loạn, kim quang bùng nổ, lực phản chấn siêu cường của tượng bì cũng hoàn toàn mất tác dụng. Tào Huyễn Nguyệt bao bọc trong một lớp vàng lóe kim quang văng xa với tốc độ còn nhanh hơn khi hắn nhảy tới, bắn về phía đối hòa bân. Đối hòa bân lập tức phản ứng, hồ trường vồ tới phía trước, đính đỡ lấy Tào Huyễn Nguyệt. Ngay khi chạm vào con voi to lớn kia, luồng uy áp khủng bố từ trên người quán truyền sang như đế vương hàng lâm vậy, khiến cho kẻ khác hơi thở khó khăn. Tinh thần kịch chấn, thân thể to lớn của Tào Huyễn Nguyệt liền va vào ngực của hắn, bước lui mấy bước mới đứng vững được. Máu tươi tuôn tràn trên miệng mũi của Tào Huyễn Nguyệt, thân thể to bè vàng như nghệ run rẩy nhìn đối hòa bân. Thật là mạnh, phòng ngự của ta đã bị phá. Hạo động lực kết hợp với quân lâm thiên hạ đâu chỉ đơn giản phá vũ phòng ngự. Trong tinh thần hải của hắn, quân lâm thiên hạ đã đóng một dấu nặng nề vào đó. Sau này đối diện với tái chiến Vũ Hạo, ấn ký tinh thần đó sẽ quấy nhiễu hắn thật lớn. Đối hòa bân cực kỳ hoảng hốt nhưng vẫn không chuẩn bước lao tới Vũ Hạo. Tào Huyễn Nguyệt phòng ngự mạnh cỡ nào chứ, ngay cả chính hắn còn chưa chắc phá được. Tổng thể thực lực của Tào Huyễn Nguyệt không cao cho lắm. Thế nhưng phòng ngự trong cùng lứa, hắn đứng thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất. Vậy mà một quyền của tên kia cũng không tiếp nổi. Còn dưới tình huống được thất bảo lều lì tháp tăng phúc nữa, Tào Huyễn Nguyệt bị đánh bay, Vũ Hạo và Vương Đông cũng lùi sang hai bước. Lực phản chấn cường đại dù sao cũng có tác dụng nhất định. Tăng phúc của thất bảo lều lì tháp cũng không phải chuyện đùa. Nếu chỉ có Vũ Hạo một mình đối diện với Tào Huyễn Nguyệt, một quyền vừa nãy không thể nào làm cho tên kia mất đi chiến lực. Tiếc thay hắn có Vương Đông và Hạo động lực, bất kể thất bảo lều lì tháp phụ trợ tốt bao nhiêu, vẫn phải kém tăng phúc vuông dung hợp kỹ 100%, huống chi trước đó còn có dính phải quần thể suy nhược. Cánh bướm răng rộng, kim quang bùng nổ sau lưng, chính là Điệp Thần Quang. Băng lao lúc nãy đã tàn biến bởi một bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh. Vũ Hạo ra tay, tiểu thiết nữ cũng bay ra. Bàn tay bé xinh nhẹ nhàng sờ vào băng lao, nó gần như tan chảy trong nháy mắt. Lăng Lạc Thần hoảng sợ khi mà phát hiện ra, lúc tiểu thiết nữ sờ vào băng lao, hồn khí đã hoàn toàn mất đi khống chế. Điệp Thần Quang liền bắn vòng qua thiết nữ, tấn công bao trùm Vũ Phong. Một quyền đánh bay Tào Huyễn Nguyệt, Vũ Hạo không thèm ngó tới đối hoa bân mà trực tiếp nhìn về phía Ninh Thiên. Hai luồng ánh sáng ám tử kim lóe lên như không, Ninh Thiên thét lên đau đớn, tăng phúc của thất bảo lầu lì tham trên người đồng đội ngay lập tức biến mất, chính là linh hồn trùng kích. Luận về năng lực chiến đấu, mỗi đệ tử nội viện đều rất mạnh, thế nhưng so với Vũ Hạo thì còn xa mới sánh bằng. Vũ Hạo trải qua nhiều lần tu luyện sinh tử, được kiếm sĩ Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên bức bách khổ chiến liên miên. Đối với hắn, nhân số áp đảo không có tác dụng gì cả, phải xem khả năng phát huy năng lực bản thân như thế nào kia. Tiểu tiên nữ bay về, bộ dáng nhỏ nhắn tròn úm ra, ngón tay xinh đẹp kia chỉ vào không trung, đôi mắt lam trong suốt, bất kể là thần thái của nàng ra sao chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, chính là đáng yêu.
Tiểu tiết nữ ý ơi nói, trình diễn một màn thần kỳ, bích quang từ thân thể của Vũ Hạo khuếch tán, vĩnh đồng lĩnh vực được chi chiến, cơ thể tiểu tiết nữ cũng phun ra hào quang màu cam cộng hưởng, hồn hoàn màu cam thứ hai của Vũ Hạo cũng phát sáng rực rỡ, băng tuyết từ chân của Vũ Hạo tản ra, đột ngột tạo thành bạo phong tuyết lan tràn, nhiệt độ thấp khủng bố âm 200 độ cùng với cuồng phong bạo tuyết thét gào, vĩnh đồng lĩnh vực kết hợp với tuyết vũ diệu sương, đúng là tuyết vũ cực băng vực. Hồn khí của Lăng Lạc Thần lần lượt bị tuyết vũ bao trùm trời đất lần lượt nuốt mất, nhiệt độ cực lạnh áp chế luôn cả ngọn lửa hồng long đang bập bùng của Vô Phong. Tốc độ của đới Hoa Bân cũng bị bao tuyết ngăn trở, cái lạnh vô cùng khiến hắn bước chậm như sên vậy. Ở trên thuyền, trưởng lão Hải Thần Các đồng loạt đứng dậy. Đây chính là lĩnh vực. Xa xa những đại tử nội viện bị loại ở trên bờ hồ cũng ngây dại há mồm, ngắm nhìn thế giới băng tuyết bao phủ hơn chu vi 100 mét, bỗng dưng cảm thấy thể xác và tinh thần đều trở nên lạnh lẽo. Hồn kỹ này thật sự do một gã hồn vương thực hiện sao? Hai thân hồ dần dần biến hóa, Lăng Lạc Thần khống chế nguyên tố băng ước chừng là chỉ có chu vi 100 mét mặt hồ bị đóng băng. Thế nhưng lúc này hơn phân nửa hai thân hồ đã đóng lại lạnh lẽo vô cùng. Trương Nhạc Huyền cũng giật mình kinh hãi, quay nhìn sang Bối Bối, hắn cũng tràn ngập khiếp sợ. Dĩ nhiên Bối Bối cũng không thể biết tiểu sư đệ của hắn lại có lực lượng cường đại đến mức độ này. Bên trong thế giới băng tuyết, một cây búa vàng lặng lẽ xuất hiện trong phạm vi băng tuyết bao phủ. Có 5 người cứng ngắc đang cực lực chống đỡ nhiệt độ siêu thấp. Tâm linh phong bão được tuyết vũ cực băng vực che giấu, vun dung hợp kỹ này càng thêm khủng bố. Không ai nhìn ra bên trong lĩnh vực xảy ra chuyện gì, cả Huyền lão cũng không, trừ phi lão có thể đánh tan lĩnh vực đó, nếu không phạm vi băng tuyết bao phủ chính là thế giới của Vũ Hạo. May là tuyết vũ cực băng vực không kéo dài quá lâu, nên hồ Hải Thần cũng không hoàn toàn bị đóng băng hết, bạo phong tuyết dần dần ngừng lại. Khu vực chiến đấu đã hoàn toàn hóa thành một mảnh trắng xóa. Lát sau, lớp tuyết đọng cả dày cả mét, hàn khí đầy trời khiến cho nhiệt độ trong học viện Sư Lệ Khắc cũng giảm đi rất nhiều. Vũ Hạo nắm tay của Vương Đông Nhi đứng đó, cách đó không xa là 5 cái tượng băng hình dáng khác nhau. Xoay lại, hắn nhìn Vương Đông Nhi nhẹ giọng nói, ta muốn nhìn mặt nàng, được chứ? Ừ, Vương Đông nhẹ nhàng đồng ý. Trải qua trận chiến, khẩn trương khi nãy biến mất. Thế nhưng cho dù đối mặt với cường địch, hắn cũng không run rẩy hai tay như lúc nãy. Tim đập cực kỳ nhanh, thậm chí chờ mong lẫn lo lắng. Vương Đông Nhi phản ứng còn lớn hơn, thoáng cúi đầu, hai tay mân mê xoa vào nhau, đâu còn khí phách anh thư đòi lấy 29 năm khi trước. Tay của Vũ Hạo vẫn đang cứng đờ, không tốc khăn lên, cúi đầu nói gì đó nàng liền gật gù. Ngay sau đó Vũ Hạo vòng tay ra sau ôm lấy nàng. Hào quang mãnh liệt bao trùm lấy Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, phát tán ra bên ngoài, sáng đến mức khiến kẻ khác phải nhèo mắt không thể nhìn thẳng. Trong luồng hào quang đó, Vũ Hạo siết chặt cái ôm, Vương Đông Nhi đã ở trong lòng của hắn, hai người dung hòa thành một thể. Một đôi cánh bướm kim lam biến lớn dưới một tốc độ kinh người, hình thể to lên gấp đôi. Vốn đôi cánh đó chỉ có cánh trước và cánh sau, thế nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một cặp cánh ngọc bích trong suốt sáng ngời, đẹp đá vô song, khí tức sinh mệnh tỏa ra hào quang hòa vào quang minh. Lam kim lục, cánh bướm ba màu huyễn lệ rực rỡ, trên bề mặt cánh như là có những bong bóng nước nhẹ nhàng lăn tăn, khúc xạ ánh sáng, khiến mọi vật lóng lánh. Dưới chân có một tầng băng tinh trong suốt lan ra, khiến cho bóng sáng thon thả kia càng thêm cao quý. Băng sông khuếch tán, tuyết dưới mặt đất được thổi bay lên, uốn lượn theo đồ chân trắng nõn như bạch ngọc, theo những đường cong hoàn mỹ lướt qua một gương mặt tuyệt sắc. Cái khăn trùm đã biến mất từ lâu, để lộ ra nét đẹp kiểu diễm của mỹ nhân. Nàng cao chừng 1m8, mái tóc lam dài đến chân, đôi mắt hoàng kim sáng rực, quả thật từ hoàn mỹ cũng khó mà hình dung được vẻ đẹp nao lòng của cơ thể nàng. Tuyệt sắc kiểu nhan khiến các đóa hoa nội viện khác cũng phải hoa dung thất sắc, bất kể nam nữ đại tử lẫn trưởng lão sư phụ, ánh mắt của mọi người đều bị nàng kéo về đây. Ngay sau đó nàng bước chân trái lên, thân hình ở giữa không trung, tay trái giơ ra, tiểu thiết nữ đáp lên trên vai, đôi cánh bướm huyền lệ như đang nhảy múa cùng với thân thể mềm mại thon thả của nàng vậy. Băng xương dưới chân tỏa ra, nhẹ nhàng bốc lên từng đợt xoay quanh như là mơn trớn cơ thể tuyệt mỹ của nàng. Bầu trời hắc ám đột nhiên nứt ra, ánh sáng hoàng kim từ trời giáng xuống, chiếu rọi trên người của nàng. Băng tuyết xung quanh cũng nhuộm một màu vàng, làm nổi bật ra vẻ đẹp như nữ thần ánh sáng của người con gái nó. Nàng trên không trung bắt đầu múa, mỗi một bước đều tinh tế thoát tục, dung nhan xinh đẹp tràn ngập sinh mệnh và hy vọng. Sáu cái cánh huyễn lệ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng, chìm đắm trong ánh sáng ấm áp nhảy múa, chính là quang nghệ thường. Ba cặp cánh tam sắc không ngừng có duỗi, khiến cho nàng càng thêm cao quý sáng láng. Ở trên trán một ấn ký hoàng kim lặng lẽ hiện ra, càng rõ ràng hơn nữa, một hoa văn hoàng kim tam xoa kích. Đôi mắt hoàng kim nhẹ nhàng mà dịu dàng, gương mặt trắng nõn như bạch ngọc lại mang theo nét ửng đỏ nhàn nhạt. Thân hình vừa lóe lên đã đến một tượng bằng trước mặt, ngón tay khẽ chạm bằng tuyết tàn giã.
hai thân hô đầy băng cứng trở thành sân khấu của nàng, cho ánh mắt ngây dại của mọi người. Đôi cánh bướm huyết lệ nhảy múa phiêu động, năm cái tượng băng lần lượt tan đi, lộ ra những con người bị nó giam hãm trong đó. Lăng Lạc Thần, Ninh Thiến, Vu Phong, Tả Huyễn Nguyệt, Đới Hoa Bân, bọn họ nãy giờ không hề bị bất tỉnh, chẳng qua bị lạc ở trong tiết vũ cực băng vực và tâm linh phong bão, cực hạn băng tuyến hóa bọn họ thành tượng băng vậy. Băng tan, một luồng ấm áp như là ánh mặt trời truyền vào cơ thể, điều hòa lưu thông máu, khiến bọn họ nhìn rõ dáng người tuyệt mỹ với mái tóc làm cuộn sóng bên kia. Quang ngây thường, bọn họ cũng ngây dại, cảm xúc trước kia có ra sao giờ này cũng chỉ còn trống rỗng trước hàn khí xung hợp quang minh. Đôi cánh ba màu khép lại, điệu múa trở về ban đầu, bóng dáng mỹ nhân mở dần tách xa thành hai người. Vũ Hạo vẫn là Vũ Hạo, thế nhưng bên cạnh hắn, cô gái kia cũng đã mất đi khăn trùm nàng, rõ chính là quang thần nữ khi nãy thu nhỏ lại. Mái tóc làm xóa sau lưng, mắt làm sáng ngời chuyển động mang theo nét đẹp thiện thùng không dám nhìn thẳng vào nam nhi trước mặt. Vũ Hạo cũng ngây người, dù hắn biết rõ trước mặt là Vương Đông, Vương Đông Nhi, nhưng vẫn có cảm giác khó tin. Hắn và nàng tướng mạo giống như đúc, thế nhưng cảm giác lúc này như là không tìm thấy Vương Đông. Vương Đông Nhi vẫn chưa hoàn toàn là quang thần nữ trưởng thành, thì ra trước nay nữ thần luôn ở bên cạnh ta. Nhà ta có nghệ thuật dịch dung, thay đổi được thanh tuyến, điều chỉnh đường cong gương mặt, thậm chí làm xuất hiện hầu kết, biến hóa không lớn lắm thế nhưng khiến kẻ khác khó lòng phân biệt. Vương Đông Nhi nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ cho Vũ Hạo lắng nghe. Khó trách không giống nhau, vấn đề diễn nhiên là ở đây. Nàng, nàng giấu ta khiến ta nhận không ít khổ. Vũ Hạo tươi cười, tỏ ra khổ não. Ta xin lỗi, ta mới cần xin lỗi, ta là ngốc. Nắm tay của nàng, Vũ Hạo dịu dàng nói, nàng đã nói ta là tên ngốc của nàng phải không? Không được đổi ý đó. Con khảo nghiệm đỡ chứ, ngươi còn có quất tử đó thôi. Vương Đông Nhi nhẹ giọng nói, ấy ấy nào có chuyện đó, ta và quất tử chỉ là bằng hữu. Vũ Hạo khẳng định. Vương Đông Nhi ngẩng đầu, đôi mắt làm đăm đăm nhìn hắn. Thật ư? Đương nhiên là thật, lần đầu tiên thi triển quang nghi thường, lòng của ta chỉ có bóng sáng quang thần nữ, không thể chứa thêm ai cả, mà hiện tại nữ thần đã luôn ở bên cạnh ta. Vương Đông Nhi nở một nụ cười như là hoa bách hợp tươi rói sáng lạng. Vì hôm nay nàng đã nhọc lòng bao lâu, 2 năm chia cách, nàng luôn tìm kiếm cảm giác đối với hắn, đã từng thử quên hắn nhưng không được. Nàng đã đi tìm hắn dẫn về Hạo Thiên Tông, xa mắt nhân thân, hy vọng họ tán thành. Ở trên đường gặp quốc tử khiến cho nàng bất giác cảm thấy nguy cơ. Trở về học viện, bố trí thiết là địa võng, nói rõ cho bồi bối sang Nam Nam và Tiêu Tiêu, nhờ họ trợ giúp. Vốn định sau đấu hồn đại tái mới nói hết cho hắn, thế nhưng nhung nhớ khiến nàng không chờ được. Đặc biệt có quốc tử xuất hiện, khiến nàng cảm thấy lo lắng. Lỡ như vì hắn không biết nàng chỉ là nữ mà sinh ra tình yêu với người khác thì sao? Cuối cùng không uổng công chuẩn bị, tên ngốc cực hạn của nàng đã không phụ lòng. Vũ Hạo thình lình nhớ ra cái gì đó, nhìn lại, cả hai thân hồ đều tĩnh mịch yên lặng, nhưng gương mặt ngây dài trơ trơ nhìn hai người khiến hắn đỏ cả mặt. Đại sư tỷ, đại sư huynh, chúng ta có thể đi chứ? Cướp dù đã kết thúc. Nghe nói mọi người từ bên trong ngây dại dần tỉnh lại. Vũ Hạo và Vương Đông thắng như thế nào chẳng ai biết được. Trong phạm vi lĩnh vực hoàn toàn là thế giới của Vũ Hạo, chiến thắng kinh người 2-5. Chỉ là cô gái tên Vương Đông Nhi kia xinh đẹp quá, không chỉ các nam tử hâm mộ mà các nữ tử cũng ghen tị say mê. Bây giờ còn cướp dâu được không? Chẳng biết thằng ngu nào lên tiếng bày tỏ dùng cho mấy thằng con trai khác. Nếu cả đám sớm biết Vương Đông Nhi mỹ nữ tuyệt sắc như thế thì đối thủ cạnh tranh với Vũ Hạo hẳn phải đông hơn nhiều. Trương Nhạc Huyên lúc này quát lớn, câm mỏ đi, nói nhảm gì đó, muốn cướp dâu, thất gia như các ngươi phải đối diện cả hai người cùng lúc, thắng nổi hãy lên tiếng, ai cuối đã quá ta tuyên bố. Vũ Hạo và thế nhưng mà nàng giật mình vì còn chưa biết tên của cái kia, con mẹ có bối bối nhắc. Vũ Hạo và Vương Đông Nhi trăm năm hảo hợp, lễ thánh, chúc hai người bách niên dài lão, tình yêu mặn nồng, động phòng đi. Vũ Hạo và Vương Đông Nhi vẫy tay như là ngôi sao chào khán giả và người hâm mộ, liếc mắt đưa tình nắm tay bay về bờ hồ. Đại hội tình duyên khiến cho Vũ Hạo thình lình nổi tiếng, thể hiện chiến lược cường hãn, vuôn cực hạn băng nên duyên kết hợp với chân nữ Vương Đông Nhi. Náo nhiệt nhất lúc này là khu vực thuyền của các trưởng lão, các cụ lục đục leo xuống thuyền đi bộ vào bờ ở trên mặt băng, vì hầu như mặt hồ đã bị đóng băng hết cả. Huyền lão, chúng ta đi tìm Vũ Hạo nghiên cứu cái lĩnh vực kia. Ngôn Tiểu Chiến hào hức hiếu kỳ, đều là những hồn sư cao cấp, dĩ nhiên muốn tìm hiểu ảo diệu của các hồn kỹ cường đại, đặc biệt là hồn kỹ lĩnh vực. Huống chi Vũ Hạo còn có 4 hồn hoàn màu cam, một cái hồn hoàn từ xưa đến nay chưa từng có, thật khiến tò mò chỉ không nổi. Huyền lão há mồm như là muốn cắn Ngôn Tiểu Chiến gào lên, người điên quấy rầy cặp tình nhân kia thì ta làm thịt người liền. Tình duyên nóng hổi vừa thổi vừa hun hào hức như thế, người qua nhìn trộm sao? Bước sau nó về hải thần các hỏi không được à? Cái đầu heo ấy cơ thế mà Vũ Hạo đúng là đần vô song, hai đứa ở chung một phòng bao nhiêu năm đến bây giờ mới phát hiện, ha ha ha. Lão mỉm cười rồi nói, hai đứa nhỏ thú vị, lúc mà Vũ Hạo sử dụng lĩnh vực cường hạn kia, ta thấy có một hồn hoàn màu cam sáng lên, không lẽ lĩnh vực hồn kỹ nằm ở trong hồn hoàn đó? Huyền lão xua tay phản bác,
Không đơn giản như thế đâu. Ta biết hắn có một hồn kỹ lĩnh vực, thế nhưng còn lâu mới mạnh như thế. Phạm vi cũng nhỏ hơn nhiều. Xem ra tên tiểu tử này kỳ ngộ không ít. Có lẽ lĩnh vực vừa nãy với hồn linh kia có liên quan. Thôi vậy đi, ngày mai tổ chức hội nghị Hải Thần Các, bắt hắn tham dự. Tên tiểu tử được đặt cách làm thành viên Hải Thần Các này, mọi người đều đang muốn gặp mặt.